Chào quý vị, sẵn hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cặp mai chiếu thủy cho quý vị xem chơi cho vui nha, của bác ba hàng xóm. Cái đó gốc không bự dữ Dạ, cái coi cây này gốc bự quá, để này khoảng này chắc khoảng ba trăm mấy bốn tấc à, ba trăm mấy bốn tấc à. Cái thân nó cũng đẹp nè, uốn éo à. Đây, nhánh một hai ba, ở trên thì nó chưa hoàn thiện quý vị, trên thì chắc có ba đang uống á, chuẩn bị cho nó ra là uống. Cọng này chắc cũng lâu tuổi, lớn tuổi lắm đó các lâu rồi mới gấp bự gì bạn. Ừ, lớn tuổi này uống lại chắc cũng chẳng sống sống. Đế nó đẹp nè, cây mai này đế đẹp nè. Ờ, cây mai này đế đẹp lắm luôn á. giờ mấy ông mà tiết cho mai mà ông không cho tôi lên cao Dạ. cá uống người ta đó cái đầu nó không được cái nào cắt được Dạ. nó đùn lại thành ra cái gốc nó bự. Dạ. Cái này còn cặp bên kia nữa kìa. Nếu bên kia, cây bên kia nữa. Hai cây này cặp đúng không anh? Song long. Cặp mai uống chất thành phẩm là song long á. Bên này đây nè quý vị, đây cây nè. Còn mà à. Nhỏ nó ở nhà nó hút hoài thôi, còn chưa không.